Đằng sau nhà thờ bà con, cái gác chuông này nó được vô xây năm 1946, rồi đằng cuối nhà thờ thì người ta viết là 2001. Mà mình thấy cái nhà cổ quá chừng rồi, nhà thờ cổ quá chừng mà không biết như thế nào. Bây giờ có một chị đây mình hỏi thăm cho ha. Chào chị, hỏi thăm chút xíu được không? Nhà thờ này thấy mình nét cổ kính quá chừng, nhưng mà tại sao lại cứ 1946 rồi đám kia là 2001, nghĩa là sao chị? Đấy là mới trùng tu lại. Trùng tu lại. Vâng, trùng tu lại. Dạ. Còn năm 2001. Còn nhà thờ này, tháp chuông này chắc là xây 1946 ạ. Dạ. Như vậy cái nhà thờ này nếu mà đúng ra của nó là bao nhiêu xây năm nào chị? Cái cũ của nó đó. Cách đây không phải hơn trăm năm rồi ạ. Hơn trăm năm. Thì đời chúng cháu là đời cha ông ngày xưa chứ. Dạ. Còn đời chúng cháu thì không biết được ạ. Dạ. Cảm ơn chị ha. Vừa rồi mình thấy cái nhà thờ rất là cổ, nhưng mà mình thắc mắc á, tại sao lại 2001 cũng như 1946? Thì một chị ở đây chị cho biết thì cái nhà thờ này coi hàng trăm năm rồi đấy bà con. Thành ra hơn 100 năm rồi chị. Dạ, hơn 100 năm rồi. Dạ. Cái nhà thờ này được hơn 100 năm rồi, thì mình thấy cái nét cổ kính của nó. Mình có thể vô trong nhà thờ được không chị? Rồi, đóng cửa, dạ thì không có thể vô trong được. Vừa nhà thờ đóng cửa sóc rồi, người ta mở cửa rồi, dạ. Người ta về, người ta đóng cửa. Đóng cửa lại rồi. Nhà thờ ở trong cũng đẹp không? Đẹp ạ. Uổng quá hả? Ở trong nhà thờ là gỗ không chạm trổ hoa văn, sơn son thiếp vàng. Vậy á, uổng quá trời, nếu mà vô trong đó quay được thì hay quá. Rồi, cảm chị ha. Bác có cần không thì cháu đi cháu gọi người. Không cần, tại vì ông này ông gọi đi nữa rồi. Dạ, cảm ơn chị ha. Rất là uổng nha. Chị vừa rồi chị kia chị có nói nhà thờ ở trong đẹp lắm mà sơn son thiếp vàng á. Tiếc là cái người ta đi rồi đó, thế nên mình không có thể nào mình quay được cho cái ở khung cho nhìn trong nhà thờ. Ở đây cắt chuông đi bà con, thì người ta cũng làm một cái sàn an toàn đó. Đấy, khi mà đánh chuông không bị rớt xuống. Đi bây giờ đi đâu vậy? Đi tiếp à? Uổng quá bà con ha, tại mình thấy rất là cổ kính, nhưng mà không cách nào để mình có thể vô trong này mình quay được. Bây giờ mỗi bạn bè cũng gọi đi, mà chị kia chỉ bảo nếu mà chị cần thì người ta có thể kêu người tới mở cửa cho mình. Nhưng mà bạn bè thì mình phải đi theo thôi. Thì mình nhân đi ké thì người ta đi đâu thì mình đi theo tới đó. Cũng uổng thiệt. Tại vì chị nói ở trong này cũng sơn son thép vàng này kia nọ, nhà thờ cổ nữa. Rất là uổng. Ở đây người ta làm cổng cửa kính kín quá chừng đấy, thì mình không cách nào để mình có thể quay được ở trong ha. Vừa được cái chị kia chị hỏi muốn quay trong này đó, chị kêu người tới mở cửa, nhưng mà mấy ông này muốn đi thì ra còn bất công tiền họ. Thì uổng có bà con hả? Tại rất là khó khi có dịp về đây để quay những cái nhà cổ như nhà thờ cổ như thế này, nhưng mà chịu thua thôi. Thì bà con có thể tìm ở trên mạng á, có những người nào mà họ quay chuyên nghiệp á, thì họ mà bà con muốn tìm hiểu ở trong như thế nào thì có thể nhìn thấy. Còn mình hôm nay thì tới đây 2 đợt rồi, nhưng mà hầu hết người ta đóng cổng đóng cửa thì nên không cách nào mình quay được. Rồi thì mình theo bạn bè nữa, thì nó bạn bè đi đâu thì mình đi theo đó, thì mình không có phương tiện di chuyển thì họ có phương tiện di chuyển thì mình theo được chút nào hai chỗ đó. Thì bà con ha, ở đây nhà thờ tăng điền rồi. Rồi ok, bây giờ nhà cái đường xá ở đây thì người ta cũng xây lại hết, cũng lát đá xây xi măng đó, thì tương đối nó khá tốt. Thì cũng tôi vậy là cũng mừng cho bà con. Mất biết bao nhiêu cực khổ thì bây giờ người ta có cuộc sống tốt hơn, để người ta bắt đầu chung tay sức này kia, để người ta làm một con đường để mọi người di chuyển nhanh nhanh hơn. Và
Thì chúc mừng bà con ở giáo phận Bùi Chu. Tất cả mọi sự đã được thay đổi hết rồi. Ok. Rồi tạm thời mình ngưng máy nha. Rồi bye bye nha.